Vâng thưa quý vị, và tiếp theo sau đây sẽ là một câu hỏi của khán giả có số điện thoại 0913 3 số cuối 035 đến từ Thái Nguyên với nội dung như sau. Xin hỏi mật độ nuôi lươn bùn là bao nhiêu và nên cho ăn thức ăn gì, có phải thay nước thường xuyên hay không? Và với câu hỏi này xin mời chuyên gia Nguyễn Thị Hà sẽ giải đáp giúp cho khán giả. Vâng, xin chào khán giả, xin chào bà con. Về cái việc mà nuôi lươn có bùn thì chúng ta lại phụ thuộc hoàn toàn vào cái kỹ thuật của chúng ta, cái trình độ kỹ thuật của chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ thả có cái mật độ nó phù hợp. Thế tuy nhiên rằng nếu như khán giả mà mới nuôi chưa bao giờ nuôi ấy, thì chúng ta chỉ thả khoảng độ mật độ khoảng 20 đến 25 con trên 1m2 thôi để chúng ta có thể quản lý chăm sóc tốt. Còn nếu như người ta đã có kỹ thuật rồi, người ta có thể thả từ 30 đến 40 con trên 1m2 cũng được. Thế nhưng mà thì nếu như chúng ta chưa có kỹ thuật thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều rủi ro. Thế chính vì vậy chúng ta nuôi mật độ thưa để chúng ta chắc ăn. Cái thứ hai nữa là cái việc mà lươn luôn luôn sống ở trong bùn. Thế cho nên là cái việc mà làm tạo ra cái bùn đấy đưa vào trong cái bể nuôi là chúng ta phải hết sức quan tâm. Và cái chất lượng chúng ta, cái bùn đấy chúng ta được trộn lại với vôi để chúng ta đảo đều nó lên để cho nó tiêu diệt toàn bộ các cái mầm bệnh có ở trong cái môi chưa có trong bùn đấy. Cái thứ hai nó phân hủy toàn bộ các cái bùn bã hữu cơ nó tích tụ ở trong cái bùn đấy. Cái thứ ba nữa là chúng ta phơi khô để cho nó đẩy toàn bộ các cái khí độc ở cái bùn đấy nó bay ra khỏi khỏi cái bùn mà chúng ta lấy để chúng ta nuôi lươn. Thì nếu mà chúng ta làm được sạch như vậy thì khi con lươn nó sống ở trong cái bùn mà có cái môi trường tốt như vậy thì nó mới có thể sinh trưởng và phát triển. Còn nếu như cái bùn đấy chúng ta không xử lý một cách triệt để thì rất dễ là khi lươn vào một cái là các tác nhân gây bệnh nó sẽ tấn công ngay, bởi vì chúng ta không tiêu diệt nó. Còn cái việc thay nước thì chúng ta cũng có thể thay, nhưng một tháng chúng ta có thể thay 2 lần và chúng ta chỉ cần bổ sung nước thôi, chúng ta rút bỏ bớt các nước bẩn đi xong là chúng ta bổ sung thêm cái nước mới vào, bởi vì lươn bản thân nó cũng không cần nhiều nước, quá nhiều nước như là chúng ta nuôi cá. Còn thức ăn của lươn ấy thì hiện nay có 2 cái loại thức ăn. Một là thức ăn chúng ta cho ăn thức ăn tự chế. Thức ăn ở tự chế đây là chúng ta dùng các loại cá tạp rồi nhuyễn thể rồi tôm tép. Chúng ta xay nhỏ ra chúng ta cho lươn ăn. Nhưng đối với lại các cái thức ăn tự chế này thì khi chúng ta trộn ấy, thì chúng ta có thể trộn thêm một ít cắm gạo vào nữa để nó có cái chất kết dính, nó không bị tan nhanh ra trong cái môi trường nước mà lươn nó không ăn được thì nó sẽ gây thối nước nhanh. Thế và cái thứ hai nữa là khi chúng ta mua cá, mua tôm tép về trước khi nghiền xay nhỏ ấy, thì chúng ta nên cho vào tắm bằng nước muối, rửa nước muối hoặc là thuốc tím đi để chúng ta tiêu diệt các cái mầm bệnh không có nguy cơ lây từ cái cá tạp sang bên con lươn của chúng ta. Bởi vì tác nhân gây bệnh đối với lại các cái loại cá thì nó cũng là tác nhân gây bệnh của con lươn, cho nên chúng ta loại bỏ nó ngay từ ban đầu, không đưa vào. Và hiện nay ấy, thì chúng ta lại có một cái thức ăn chiên cho lươn. Thức ăn một số các nhà máy người ta sản xuất do thức ăn chiên cho lươn, thì chúng ta nếu mà chúng ta mua được cái thức ăn đấy thì cũng rất là tốt, bởi vì tùy từng giai đoạn phát triển của lươn thì chúng ta có cái thức ăn riêng của từng giai đoạn. Ví dụ như giai đoạn đầu lươn giống nhỏ thì nó có cái cám là hàm lượng protein là 42-45%. Nhưng đến lớn lên bằng khoảng độ 200-300 con thì chúng ta sẽ cho ăn bằng thức ăn là 35% độ đạm, sau đấy chúng ta giảm dần đến 30%. Trong trường hợp mà không có thức ăn mà công nghiệp mà chúng ta muốn dùng thức ăn công nghiệp thì chúng ta có thể là mua các cái thức ăn của cá da trơn. Chúng ta cho ăn và định kỳ 1 tháng thì chúng ta nên bổ sung thêm khoáng và vitamin. Vitamin ở đây chúng ta sử dụng vitamin C và men tiêu hóa để bổ sung vào thức ăn cho lươn để nó cung cấp thêm cái khoáng để cho lươn sinh trưởng phát triển. Và chúc anh thành công. Dạ vâng, xin cảm ơn những tư vấn đến từ chuyên gia Nguyễn Thị Hà. Vâng thưa quý vị, và tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin đáng chú ý ngay sau đây của chúng tôi. Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình là vùng bãi bồi ven biển và có nhiều lợi thế để phát triển nuôi trồng thủy hải sản. Bên cạnh các loài thủy sản được chú trọng phát triển như là ngao, tôm, cua, thi hầu, giống đang là một trong những sản phẩm nhận được sự quan tâm lớn của địa phương. Từ một vài hộ tiên phong nuôi hầu giống cách đây khoảng chục năm, đến nay thì huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã có vài trăm trang trại sản xuất hầu giống và tập trung chủ yếu ở các xã Kim Đông, Kim Hải, Kim Trung, và trong đó thì nhiều hộ nuôi giống đã có thu nhập từ vài trăm triệu đến 1 tỷ đồng mỗi năm. Đây là những chùm hầu giống sắp được xuất bán. Những con hầu giống nhỏ li ti bám trên giá thể là vỏ hầu.
Trung bình một năm, gia đình ông Phạm Văn Kiệm xuất bán khoảng 1 vạn chùm hàu giống như thế này. Giá thành hiện nay thì nó vào 500 đồng trên một mảnh. Thị trường con hàu này là con hàu này hiện nay đang sản xuất đây, con hàu này là hàu cửa sông nên thị trường này chỉ có Quảng Ninh. Còn hàu đại dương thì mới xuất vào mãi Cà Mau, Vũng Tàu. Xã Kim Trung nói riêng và huyện Kim Sơn nói chung có nhiều điều kiện phù hợp để nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nguồn nước lợ với độ mặn dao động từ 3 đến 17 phần nghìn, rất phù hợp để nuôi hàu giống. Bên cạnh các điều kiện được thiên nhiên ưu đãi, người nuôi hàu cho biết để nuôi hàu giống thành công phụ thuộc nhiều yếu tố. Tại trại nuôi của gia đình, trên 1 hecta diện tích, ông Kiệm đầu tư nhiều cơ sở vật chất và thiết bị như khu nuôi tảo, ao nuôi hàu bố mẹ, bể ương dưỡng ấu trùng và con giống. Thời tiết nó tốt, nó thuận lợi thì một chu kỳ của nó khoảng 20 ngày đến 1 tháng. Mà nếu chu kỳ nó không thuận lợi thì nó phải kéo dài hơn tí. Thời tiết hiện nay thì nó cũng trung bình chứ nó không phải là thời tiết tốt lắm. Thời tiết tốt thì nó ở cái nhiệt độ thì dưới 30 độ C là nuôi là tốt nhất. Bên cạnh những thuận lợi, nghề nuôi hàu giống cũng phải đối diện với một số khó khăn nhất định. Trong đó, giá hàu giống có xu hướng giảm nên lợi nhuận của người nuôi không cao như trước. Đặc biệt, việc đầu tư hạ tầng cơ sở, hệ thống xử lý nước sạch và hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng vẫn còn nhiều bất cập. Hiện nay thì bà con nhân dân đang là sản xuất đấy, rất là nhiều các cơ sở đấy, sản xuất ngao hồ giống. Thì giờ cũng đang là khó khăn nhất là về cái vấn đề giao thông thủy lợi. Đấy, hệ thống tưới tiêu cấp nước là đang rất còn khó khăn. Cũng hơn chục năm nay là chưa được cải tạo lại cái hệ thống cấp tưới tiêu nước. Vì vậy nên mà cũng đang là rất khó khăn cho bà con nhân dân sản xuất. Mong rằng các cơ quan cấp trên cũng có quan tâm đến cái khu vực mà nuôi trồng thủy sản của huyện Kim Sơn. Hiện nay, hàu giống Kim Sơn được xuất bán cho các tỉnh lân cận như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình. Doanh thu từ nghề nuôi hàu giống trên địa bàn huyện đạt khoảng 350 tỷ đồng. Nhiều hộ nuôi hàu giống có thu nhập từ vài trăm triệu đồng đến 1 tỷ đồng một vụ. Thời gian gần đây, chất lượng hàu giống Kim Sơn được các hộ nuôi đánh giá cao, tỷ lệ hao hụt thấp, nuôi được thời gian dài. Năm 2023, sản phẩm hàu giống Kim Sơn được Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ Khoa học Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Đây là động lực khuyến khích người dân phát triển nghề nuôi hàu giống hơn nữa trong thời gian tới. Vâng, thưa quý vị và bà con đang theo dõi chương trình Tổng đài Nông nghiệp được phát sóng trực tiếp trên kênh VTC16. Và ngoài ra, quý vị cũng có thể theo dõi trên các nền tảng như YouTube và Fanpage của VTC16 trong khung giờ từ 10h25 phút đến 11h25 phút tất cả các ngày trong tuần. Và tổng đài của chúng tôi 0969 888 710 vẫn luôn sẵn sàng đón nhận mọi câu hỏi và thắc mắc của quý vị gửi về cho chương trình. Và trước khi đến với những câu hỏi tiếp theo, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng nghỉ trong giây lát. Sản xuất nông nghiệp là cả một quy trình. Mỗi công đoạn là một mắt xích quan trọng. Chỉ cần sai sót kỹ thuật trong một khâu cũng có thể khiến nông dân thất bại. Những lưu ý và kinh nghiệm hay trong sản xuất, bí quyết giúp làm nông thành công. Làm nông đúng cách phát sóng 11h30 phút các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần.